Sau khi sinh con, các mẹ gần như không còn nhiều thời gian cho bản thân mình. Việc chăm sóc em bé cũng như việc gia đình có thể khiến bạn không còn nhiều thời gian để nghỉ ngơi. Vì vậy, nhiều bà mẹ thường tranh thủ giấc ngủ khi cho con bú, nhưng điều đó không thực sự tốt cho con bạn. Hãy cùng tìm hiểu nguyên nhân tại sao và những lưu ý khi mẹ rơi vào tình trạng này nhé. 1. Tại sao mẹ thường ngủ khi cho con bú? Bên cạnh nguyên nhân người mẹ mệt mỏi thiếu ngủ, thì khi cho con bú, cơ thể người mẹ sẽ tiết ra một hormone gọi là oxytocin. Hormone này khơi dậy những cảm xúc tích cực trong bạn cũng như tăng cường mối liên kết giữa bạn và em bé. Ngoài ra, nó còn khiến cho mẹ cảm thấy được thư giãn. Một hormone khác cũng được tiết xuất khi trẻ bú mẹ đó là prolactin. Với vai trò tương tự như oxytocin, prolactin làm cho người mẹ cảm thấy thư giãn và làm dịu đủ để khiến bạn thấy buồn ngủ. Tuy nhiên, tình trạng này không thực sự tốt và cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro ảnh hưởng đến em bé. Tình trạng buồn ngủ trong khi cho con bú vô tình sẽ khiến bạn không giữ chặt được bé và hệ quả là trẻ có thể bị ngã, rơi hoặc tay chân của mẹ có nguy cơ đè lên bé khiến cho bé bị ngạt. 2. Bí quyết ngăn cơn buồn ngủ. Các mẹ hãy nghỉ ngơi thật đầy đủ, thu rằng điều này nói thì dễ hơn làm, nhưng có lẽ bạn sẽ muốn làm việc này vì nó tốt cho chính bạn và các bé yêu. Hãy tranh thủ chợp mắt một lúc vào buổi trưa hay khi con ngủ, điều đó sẽ giúp bạn có thêm tỉnh táo khi cho con bú. Luôn ngồi thẳng. Việc ngồi thẳng trên một chiếc ghế thoải mái mà không cần sử dụng gối đệm hay những chú gấu bông mềm mại cũng là cách giúp mẹ tỉnh táo. Ăn thực phẩm bổ dưỡng. Có nhiều thực phẩm tốt cho sức khỏe mà các bà mẹ nên dùng. Việc ăn uống đúng cách trong khi bạn cho con bú làm tăng mức năng lượng và có thể giúp bạn hoạt động tốt hơn trong thời gian dài hơn. Các mẹ nên sử dụng những loại thực phẩm giàu protein và carbon hydrate lành mạnh như bơ đậu phộng, các loại hạt và sữa chua. Chúng cũng có thể đáp ứng các yêu cầu calo để duy trì nguồn sữa của bạn. 3. Những lưu ý khi chuẩn bị cho con bú. Để tránh những tai nạn có thể bất ngờ xảy ra cho cả bạn và em bé, các mẹ cũng nên lưu ý những điều sau trước khi cho con bú nhé. Để giảm thiểu rủi ro của việc ngủ gật khi cho trẻ bú sữa mẹ, bạn có thể chuẩn bị trước bằng cách tìm một vật chống đỡ nào đó giúp bạn cảm thấy thoải mái. Bạn có thể sử dụng một cái gối hay một chiếc ghế sofa lớn ở trong phòng khách trong khi cho con bú chẳng hạn. Hãy cố định cơ thể theo cách an toàn nhất cho bé, ngay cả khi bạn vô tình chập mắt trong giây lát. Trong trường hợp bạn ngồi trên ghế sofa để cho bé bú, hãy tránh xa cạnh bàn, các cạnh ghế khác để phòng ngừa trường hợp bạn ngủ thiếp đi khiến em bé rơi trượt ra đập vào đó. Ngoài ra, những khi chồng bạn có mặt ở nhà, bạn nên nhờ anh ấy để mắt đến hai mẹ con trong khi bạn cho con bú. Điều này nhằm đảm bảo rằng bạn không ngủ quên trong khi cho con bú. Trường hợp không có chồng ở bên cạnh, bạn cũng có thể nhờ các thành viên khác trong gia đình hỗ trợ hoặc sử dụng đồng hồ báo thức trong thời gian cho con bú. Tuy nhiên, bạn chỉ nên để âm lượng nhỏ hoặc chế độ rung để tránh ảnh hưởng đến em bé. Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp ích được cho các mẹ đang gặp phải tình trạng ngủ gật khi cho con bú. Chúc các mẹ có thật nhiều sức khỏe để chăm sóc bản thân và em bé thật tốt nhé!